Hello, xin chào tất cả anh em yêu mến phôi mai rừng trên cả nước và mai vàng cả nước. Anh em thì hôm nay Sang quay lại kết quả của cái cây mà Sang trồng ngày 18 tháng 3 vừa rồi anh em. Thì bữa nay là ngày 22 thì cái cây này cũng khoảng 34 ngày anh em. Để coi nó kéo nhựa chứ coi có kéo ra rễ không anh em. Cái này Sang trồng cũng được cũng 34 ngày thì là anh em có xem video của Sang thì sẽ biết cái cây này anh em. Cái này trồng ngày 18 tháng 3 anh em. Nếu là chưa xem thì xem lại cái video ngày 18 tháng 3 anh em. Wow. Keo cũng hơi kỹ nè, khó được cái này. Wow, nó kéo nhựa hết luôn. Wow. Thì cái thân này nó kéo tròn nhựa luôn nè, đây nó kéo trắng luôn, tròn trắng luôn. Đây kéo tròn tròn lên nha. Rồi tới cái thân này. Wow, kéo tròn trắng luôn. Thì cái cây này cũng hoành sáu mấy anh em. Kéo tròn trắng hết luôn. Cái đó cái rễ lú lên xem chơi cái dáng bay mình cũng tròn trắng luôn. Đây, cái đây là cái rễ lú lên cho sang chơi cái dáng bay nó cũng kéo rất tròn trắng luôn anh em. Wow. Thì đây cái rễ lú lên nè. Kéo tròn trắng luôn. Wow. Để hồi xem kiểm tra cái bộ rễ cho anh em xem nếu mà có 34 ngày cái nó có kéo rễ kéo nhựa kéo rễ không anh em. Wow, thì cái ở dưới đây nó có mầm anh em, một mầm nữa nè. Mầm nó nhú ra. Đây cũng có mầm nè. Cái thân này nó kéo tròn trắng luôn anh em nhìn này. Nếu mà nhìn mắt thường chắc trong cái ngoài rất rõ luôn anh em, nó tròn rất rõ luôn anh em, tròn trắng luôn anh em. Này. Bây giờ sang quay buổi sáng nên cũng hơi chá nắng anh em. Ồ, tất cả các mặt cắt trên thân đều là kéo nhựa hết luôn anh em. Cây này được 34 ngày anh em. Thì sau khi kiểm tra tất cả mặt cắt trên thân thì giờ Sang moi những đầu rễ, moi đầu rễ lên cho anh em xem coi có rễ không anh em. Không biết cái rễ hôm bữa nằm đâu. Giờ moi đại ở đây. Giờ sẽ ngáy nước lên moi cái đầu, thấy cái đầu rễ không ơi. Nhìn nó kéo nhựa thôi. Đầu rễ này kéo nhựa trắng luôn mọi người chứ nó chưa, thì khả năng là chắc tuần sau là nó sẽ ra rễ mọi người. Wow, nó kéo nhựa nè, kéo trắng luôn mọi người. Rễ dưới cũng vậy nhưng mà nó phức cái mặt nó phức cái mặt chậu mình không thấy mọi người. Này còn cái rễ trên quay cho mọi người xem. Ủa, nó kéo trắng luôn. Rồi Sang lép những đầu rễ luôn nha mọi người. Thì Sang bây giờ tứ kích rễ định kỳ cho nó. Thì tứ nó đằng này là cũng là lần thứ ba mọi người. Thì chắc là cây này khoảng một tuần hoặc hai tuần nữa là 10 ngày nữa là nó có rễ mọi người. Thì Sang sẽ quay video tiếp cho mọi người xem mọi người. Thì tứ kích rễ thì tứ từ kích từ trên thân luôn mọi người. Thì cái chậu này thì tứ khoảng 2k thôi mọi người.
thì cây này tầm 10 ngày nữa thì nó sẽ rễ, thì Sơn quay video cho mọi người xem luôn. Sơn tứ kích rễ xong rồi Sơn để cái gáo, rồi Sơn chùm lại mọi người. Thì bình thường người Sơn chỉ dở cái chậu lên Sơn tứ thôi, thì hôm nay quay video cho mọi người xem thì Sơn bung ra hết cho để quay video thực tế nhất cho anh em xem anh em. Nhưng mà nếu mà dở cái gì thì nó cũng ảnh hưởng đến cây anh em. Hiện tí nó thì Sơn chùm lại liền. Thì nó, bình thường thì nó đã hầm cái hơi thì dở ra thì nó ánh sáng ánh nắng trực tiếp vô thì nó cũng ảnh hưởng nhiều anh em. Video của Sang cũng xin kết thúc tại đây anh em. Nếu mà người thấy hay lấy thì đăng ký kênh ủng hộ Sang. Xin chào, bye bye anh em vào video tiếp theo của Sang.